Gần 20 bồn rửa tay vừa được trường Trung học phổ thông Lấp Giò 3 tăng cường trong tuần qua. Xác định chuẩn bị thật kỹ để phụ huynh yên tâm đưa con trở lại lớp, số vật tư y tế được dự phòng tăng gấp 3 lần so với những lần mở cửa trước. Để đảm bảo an toàn và dễ dàng xử trí khi xuất hiện ca nhiễm, trường chọn cách cơ cấu lại sĩ số 7 lớp 12, sắp xếp sơ đồ lối đi cho từng lớp học cụ thể. Trường đã thiết kế về cái sơ đồ phòng học, về cái lối đi làm sao để cho học sinh nó tránh cái tiếp xúc, sắp xếp cái khu để xe riêng cho từng lớp, làm sao đảm bảo cái an toàn cho học sinh và giáo viên, tạo cái niềm tin cho phụ huynh. Còn tại trường Trung học phổ thông Châu Thành 2, vị trí các phòng cách ly được đặt ngay cổng để thích nghi với việc phân luồng học sinh, kín kẽ về quy trình, đầy đủ về vật lực, nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí đánh giá mức độ an toàn để sẵn sàng cho ngày đón học sinh trở lại lớp. Hiện bộ tiêu chí đánh giá trường học tổ chức họp toàn thể giáo viên, nhân viên và phân công hết sức là cụ thể khi có tình huống xảy ra. Mỗi giáo viên đều có một cái tâm thế hết sức là sẵn sàng khi học sinh đến trường trở lại. Thận trọng từng bước cho học sinh trở lại trường, quyết định này được ngành giáo dục tính toán để phù hợp với từng mức độ dịch bệnh. Để kiện toàn các điều kiện đón học sinh, trong tuần qua, nhiều đoàn kiểm tra đã đến các đơn vị trường học trên cơ sở nắm bắt tình hình thực tế, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các giải pháp phòng chống dịch. Chúng ta sẽ điều chỉnh dần do cái phần phụ huynh còn lo lắng, nhưng mà chúng ta để các em trở lại trường học mà chúng ta phòng hộ tốt, kiểm soát dịch bệnh tốt thì các em vẫn an toàn. Do đó chúng tôi cũng mong muốn là quý vị phụ huynh trong cái giai đoạn này thì một mặt là chúng ta vẫn duy trì cái lịch học trực tuyến, nhưng mà lịch học trực tiếp vẫn mở ra để các em có điều kiện tốt nhất để chuẩn bị cho thi cử, chuyển cấp rồi tốt nghiệp. Đối với lớp 9 và lớp 12 thì cần cái học trực tiếp, do đó chúng tôi cũng mong muốn quý vị phụ huynh cũng sắp xếp cho con em mình đến lớp sớm. Theo kế hoạch, sau một tuần, học sinh khối 9 và 12 đến trường, ngành giáo dục sẽ có đánh giá để rút kinh nghiệm, căn cứ vào tình hình thực tế để xem xét cho học sinh các khối lớp còn lại đến trường. Tuy nhiên, việc mở cửa sẽ không thực hiện đồng loạt mà được hạ dần theo cấp học cho phù hợp với từng bối cảnh cụ thể.